Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 84 Của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn Qua dòng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 921 Yêu cầu của Triệu linh Quân Lâm Tú cảm thấy giận khí của hắn cũng rất tốt Cưới được Triệu Linh Quân Triệu Linh Quân có một vị sư phụ cấp thiên Cưới được Thải Y Thái Y có một vị ban chủ cấp thiên. Cưới được Ngân Nhi, Ngân Nhi có một vị tổ phụ cấp thiên. Ô trời! Nhà khác đều là gia tộc dựa vào bản thân để mà trở thành cấp thiên. Hắn dựa vào các nương tử đã sánh được với trương gia rồi. Khó trách trước đây có nhiều người tranh cướp nhau muốn cưới triệu linh quân đến thế. Đây hoàn toàn chính là cưới một vị cấp thiên tương lai, được tặng thêm một cấp thiên hiện tại nữa chứ. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú nói, Lâm gia hiện nay đã là một gia tộc hạng nhất hạng nhì của đại hạ rồi. Hy vọng các người vĩnh viễn không có giống như trường già tống già kia. Lâm Tủ nói, bệ hạ yên tâm đi, thần và Minh Hà vĩnh viễn đứng về phía bệ hạ mà. Mặt của Hạ Hoàng lộ ra một sự hài lòng, vỗ vỗ dài của Lâm Tủ nói, coi như trẫm không cuộn công đối với người, tiếp tục nỗ lực tu hành đi, thích ai cứ việc mở miệng, trẫm sẽ ban hôn cho các người. Lâm Gia có hai vị cường giả cấp thiên rồi. Thứ thay đổi không chỉ là địa vị của Lâm Gia, kẻ nhận được lợi ích còn có hoàng tộc. Dù gì, Lâm Tú vẫn là phò mã của Minh Hà Công Chúa, là thần tử mà bệ hạ tin tưởng nhất. Trước đây, đám quyền quý nắm quyền triều chính bất kể trong triều hay là trong quân, dương đô hay là các địa phương đều bị bọn họ nhúng tay rất sâu. Nhưng mà lần này, trấn hải quân thay máu nhiều, bệ hạ không có cho dùng một vị con cháu nào của quyền quý, bọn họ cũng không đưa ra dị nghị gì. Nguyên nhân đầu tiên, quyền lực của lời nói bệ hạ đã không còn như trước. Một nguyên nhân khác, so với bên ngoài, dương đô vẫn an toàn hơn một chút. Lâm Tú đến dệ bình đã đạt được cấp địa thượng cảnh còn dám chém đầu. Quài mà không dám giết chứ. Đem con cháu của gia tộc thả ra bên ngoài không phải là để bọn họ tự đi tìm cái chết sao hai năm này, thời cuộc của đại hạ đã hoàn toàn thay đổi. Quyền quý thế gia cũng không thể nào hoành hành ngang ngược giống như trước kia. Lâm Phủ, sau ngày hôm nay, Lâm Tú tất nhiên không có để cho ban chủ và đám tiểu nha đầu của Lê Hoa Quyển ở chung một chỗ, làm cho một mình nàng ta một tòa cung diện. Cường giả như thế, nếu như đồng ý gia nhập triều đình, triều đình xây dựng cho nàng ta một tòa cung điện bên ngoài cũng rất là bình thường trước mắt cho tới thời điểm này, cường giả cấp thiên không phải là xuất thân quý tộc, thì là xuất thân từ hoàng tộc. Chỉ có ban chủ và sư phụ của Triệu Linh Quân chính là ngoại lệ. Tất nhiên, đối với sư phụ của Triệu Linh Quân, Lâm Tú cũng đã sắp xếp một tòa cung diện riêng rồi. Tuy rằng bà ta nói chuyện khó nghe, nhưng mà mặc kệ bắt nguồn từ nguyên nhân gì, bà cũng đã ra mặt thay cho Lâm Gia, Lâm Tú không thể đối xử khác biệt. Dù gì, hắn ta cũng không phải là người nhỏ nhen. Trong biệt diện của Triệu Linh Quân, nàng nắm lấy tay của lão bà kia hỏi, Sư phụ, người lần này ở lại Dương Đô bao lâu? Bà ba lão lắc đầu nói, lần này không có đi nữa, tu hành đến cấp thiên thì như thế nào? Cuối cùng, chung quy cũng là một sự trống rỗng. Còn lại mấy năm, không bằng an ổn sống qua ngày. Đáng tiếc, lão thân không có cách nào mà nhìn thấy ngày mà con đặt chân đến vô thượng kia rồi. Triệu Linh Quân muốn nói lại thôi, ba lão nhìn nàng ta nói, Con không cần phải buồn lòng đâu, con và bọn ta không có giống nhau, con vẫn còn trẻ, nhất định có cơ hội đặt chân đến cảnh giới kia. Giọng điệu của bà ta có hơi tiếc nuối, lại có một chút vui mừng. Tiếc nuối là bản thân một đời tu hành, chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo vô tận, mới tu hành đến cấp thiên. Vì để tu hành, không biết buông bỏ bao nhiêu là thứ rồi. Nhưng mà đến cuối cùng mới phát hiện ra, những thứ này chẳng qua chỉ là giấc mộng hảo quyền. Vô thượng là ước mơ của tất cả những kẻ tu hành dị thuật. Tương truyền, sau khi mình năng lực dị thuật, thức tỉnh lần thứ sáu, sinh mạng của con người sẽ hoàn thành một lần lột xác. Có được tuổi thọ lâu dài, đây cũng là một giấc mơ cả đời của vô số người tu hành. Chỉ là chưa từng có người đạt tới. Đáng tiếc ngày đó, bà ta không có nhìn thấy được ngày đó nữa rồi. Bà thở dài một hơi nói, đi, đi ra ngoài tản bộ đi. Lâm phủ rất lớn, triệu linh quân dẫn bà ta đi ra hậu hoa viên thư giãn tâm trạng. Nhìn thấy trong đình đã có người rồi, tiếng nhạc từng đợt từng đợt du dương từ đằng đó truyền tới. Âm thanh này dường như có một loại sức mạnh thần kỳ khiến cho người khác sau khi mà nghe xong trong lòng trở nên yên lặng hơn một chút ánh mắt của bà lão nhìn qua, trong đình có hai người đang ngồi. Một người trong đó là đào kép Lâm Tú cưới về kia. Nàng ta đối với Lâm Tú đã có quân nhi còn chần chừ do dự, khiến cho bà cực kỳ không hài lòng. Người còn lại là một nữ tử trung niên. Chương 922, hy vọng bà ấy ở bên cạnh chúng ta cả một đời. Bà lão cảm thấy cái vị nữ tử trung niên này quen mắt, nhưng mà lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, ánh mắt quen thuộc kia khiến trên mặt của bà lộ vẻ kinh ngạc. Nhất tay chỉ vào nàng ta khó tin nói, Ngươi, ngươi, điều, điều này sao có thể chứ? Lâm Tú một mình ở trong phòng tu hành. Tuy rằng trong nhà đã có hai vị cấp thiên thường trú, nhưng mà dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân. Hắn không thể trốn phía sau người khác cả một đời được hắn cũng muốn nhanh chóng đặt chân tới cấp thiên tuy rằng đã lâu không có nhìn thấy bóng người trên ánh trăng rồi mỗi lần nhớ tới hắn cảm thấy tâm trạng không có ổn định một khắc nào đó một bóng người đi từ ngoài vào dạ. lâm tú mở mắt hỏi có chuyện gì sao triệu linh quân nhìn hắn nói ta có thể cầu xin ngươi một chuyện hay không không ngoài dự đoán của lâm tú triệu linh quân muốn Lâm Tú trao cho sư phụ của nàng năng lực chữa trị. Những cường giả cấp thiên này không có ai ngoại lệ đều phải đối mặt với vấn đề tuổi thọ bị cắt đứt. Năng lực chữa trị quan trọng nhất không phải khiến cho thân thể của bọn họ trở lại cái thời trẻ mà là kéo dài thêm tuổi thọ của bọn họ giúp cho họ có cơ hội rảo bước tiến đến cảnh giới cao hơn. Không ngờ tới, đúng là không ngờ tới, Triệu Linh Quân cũng có một ngày đi cầu xin hắn. Chỉ là nàng ấy rõ ràng không hiểu đạo lý đủ nhân xử thế. Cầu xin người ta giúp đỡ, ít nhất cũng phải đem một chút quà tặng chứ, thể hiện một chút thành ý đi. Nàng ta chỉ dựa vào cái miệng, nàng ta tưởng rằng nàng là ai, Linh Năm sao? Lâm Tú nhìn nàng hỏi, chuyện này ngươi đã nói với sư phụ ngư sao? Triệu Linh Quân lắc đầu nói, chưa, ngươi vẫn không biết là bởi vì ngươi. Lâm tú nhất người dậy nghiêm túc nói, người cũng biết chuyện này có tầm quan trọng với đại cục chỉ có người chúng ta tin tưởng tuyệt đối mới có thể biết được. Triệu Linh Quân đáp, người yên tâm, sư phụ là người có thể tin tưởng được. Lâm tú thật ra không có nghi ngờ điều này, sư phụ của Triệu Linh Quân tuy nhìn hắn không có vừa mắt nhưng rõ ràng bà ta rất quý trọng đồ đệ bảo bối của bà ta, nếu không cũng không có ra mặt cho hắn cho bà ta năng lực chữa trị đối với lâm gia cũng có lợi nhưng đang yên đang lành lại bị mắng là một tên khốn hắn còn phải chủ động trợ giúp cho bà ta năng lực lẽ nào hắn không cần mặt mũi sao lâm tú nhìn triệu linh quân nói chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới đại cục vẫn là để sau rồi mới nói đi hơn nữa dạo này năng lực tiêu hao quá nhiều thân thể có hơi quá sức ta muốn tu hành một khoảng thời gian khôi phục thật tốt Triệu Linh Quân không có nói gì, âm thầm xoay người rời đi. Lâm Tú vừa mới tu hành chưa được một lúc, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân lần nữa. Tiếng bước chân lần này hết sức nhẹ nhàng, nghe âm thanh, Lâm Tú đã biết ai tới rồi. Triệu Linh Năm từng bước nhẹ nhàng đi tới phòng của Lâm Tú nói, Những tinh phách kia ta đã dùng hết rồi, lại đổ cho ta một năng lực khác chơi thử đi, ta muốn thử niệm lực của tỷ tỷ đó, sau khi mà dùng hết thủy tinh phách, dị thuộc thủy đối với nàng không có tác dụng quá lớn nữa, nàng muốn trải nghiệm một chút năng lực khác. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, coi như một trong chuyện ta muốn ngươi làm, sau này ngươi chỉ nợ ta bốn chuyện thôi. Lâm Tú khoát khoát tài nói, không phải chỉ là thay đổi năng lực sao, chuyện nhỏ không cần tính vào mặt đó, chờ ngươi chơi chán lại tới tìm ta, đổi năng lực khác là được rồi. Hắn chìa tay ra với Linh Năm nói Đưa tay cho ta. Linh Năm nắm lấy tay của Lâm Tú thuận thế ngồi ở bên giường. Chỉ có lúc này bọn họ mới có thể nắm tay một cách quan minh chính đại. Lâm Tú vừa sao chép năng lực cho Linh Năm vừa ở bên giường chơi cờ caro với nàng. Nửa canh giờ nhắm mắt đã trôi qua. Linh Năm không chờ đợi được đi trải nghiệm năng lực mới. Sắc mặt của Lâm Tú có hơi trắng bệt dựa vào bên cạnh giường chưa qua bao lâu lại có một bóng người gõ gõ cửa sau đó đi vào triệu linh quân nhìn lâm tú lâm tú cũng nhìn triệu linh quân lâm tú giải thích nói người biết đó ta nợ linh năm mấy chuyện làm người phải giữ chữ tính chứ triệu linh quân nhìn hắn một cái nói không cần phải giải thích lâm tú cũng không có giải thích nữa triệu linh quân im lặng một hồi đột nhiên hỏi nếu như chúng ta không có hôn ước người sẽ cưới linh năm sao lâm tú ngước mắt nhìn nàng nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của nàng không buồn không giận sau một vài giây hắn mở miệng nói có lẽ vậy triệu linh quân nói ngươi thích linh năm à lâm tú hỏi không được sao nếu như hắn ta và triệu linh quân là phu thê thật sự còn quý đồ với linh năm vậy thì quả thật không quá thích hợp nhưng mà bọn hắn lại không có quan hệ gì thích hay không thích linh năm là tự do của hắn ta, nàng ấy không quản được. Chương 923 Triệu Linh Quân nhìn hắn nói, Ta biết, ta là vật cản lớn nhất giữa hai người. Có ta ở đây, Linh Năm sẽ không thể nào ở cùng với ngươi. Lâm Tú nhìn nàng nói, Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Linh Quân đáp, Ý của ta là, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết nút thắt trong lòng của Linh Năm nếu như nói nút thắt trong lòng của linh năm có ai có thể gỡ ra cũng chỉ có thể là triệu linh quân thôi lâm tú ngẩn ra một lát sau đó dỗ dỗ vào cạnh giường nói ngồi đi ngươi mới vừa nói kéo dài tuổi thọ của sư phụ không thành vấn đề hôm nay chắc là không có cơ hội rồi ngươi thấy ngày mai có được không ngày thứ hai lâm phủ trong một tòa biệt diện nào đó vị phụ nhân trung niên nhìn lâm tú ai nay nói Xin lỗi, ngày đó lão thần bốc đồng, không nên nói người như thế. Lâm Tú khoát khoát tai rất hào phóng nói. Không sao, sư phụ cũng là do yêu thương Linh Quân. Chuyện ngày đó ta một chút cũng không có để trong lòng đâu. Trừ việc giúp sư phụ nàng cải lão hoàng đồng, mấy ngày nay sự chăm sóc của Lâm Tú với Triệu Linh Quân cũng là tỉ mỉ chu đáo. Lúc nàng ta tu hành vào ban ngày, hắn pha sẵn nước mật ong cho nàng, cắt sẵn hoa quả buổi tối nàng tu hành quá muộn, lầm tú tự thân xuống bếp nấu mì cho nàng. Không có nguyên nhân nào khác, đây đều là những điều mà nàng đáng được nhận. Tu trăm năm mới đi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới trở nên kiếp phu thê. Lâm Tú sợ rằng phải làm một chuyện tốt dạng năm mới có thể cưới về một triệu liên quân. Từ giờ trở đi, ân quán trước kia của hai người xóa bỏ toàn bộ. Nàng ấy chính là nương tử hắn yêu thương nhất. Tất cả những điều này, sư phụ của Triệu Linh Quân đều nhìn vào trong mắt. Bà cuối cùng cũng biết, vì sao mà cao ngạo như Linh Quân lại đối xử chân thành như thế với một nam tử. Thiên phú và thực lực của hắn không yếu hơn so với Linh Quân, cũng có thể hạ thấp thân mình, yêu chiều nàng ta như thế. Làm gì có nữ tử nào lại không thích vị trượng phu như thế chứ? Lâm Tú hôm nay cùng Linh Âm, Linh Quân trở về triệu phủ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đang ở trong nhà thiết yến mở tiệc chiêu đãi sư phụ của linh quân tuy rằng lâm tú đã cho bà ta và ban chủ năng lực chữa trị nhưng mà lúc bình thường vẫn dùng thuật dịch dung biến bọn họ thành cái dáng vẻ của người già tránh người khác hoài nghi lúc dùng bữa sư phụ của triệu linh quân nhìn linh năm bồi hồi nói nhiều năm không gặp linh năm cũng đã lớn như thế này rồi nhớ lúc lần đầu nhìn thấy con bé ở triệu phủ cô bé vẫn chưa có thức tỉnh dị thuật, không muốn Linh Quân đi tu hành cùng ta, ôm lấy con bé không buồn tay. Linh Năm đổi mặt nói, Bạch sư phụ, đó đều là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Bạch bà bà cười hỏi, Linh Năm năm nay cũng đã 19 tuổi rồi, không biết đã có hồn phố chưa? Chủ đề này khiến không khí trên bàn ứ động lại. Phu phụ võ an hầu nhìn Linh Quân một cái, Tuy rằng Lâm Tú và Linh Năm không có xảy ra chuyện gì đáng kể, nhưng dựa vào ánh mắt nhìn người của bọn họ, lại có thể không nhìn ra Lâm Tú đối với Linh Năm còn cưng chiều hơn so với Linh Quân. Trong lòng Linh Năm chắc chắn có hắn rồi. Nhưng nếu bọn chúng ở bên nhau đối với Linh Quân mà nói sẽ tổn thương biết bao chứ. Phu nhân võ ăn hầu ngượng ngùng nói, vẫn chưa có, nha đầu Linh Năm này ánh mắt cao, ai cũng không có nhìn trúng, bọn ta cũng không có cách nào triệu linh năm biểu môi nói gả cho người khác có tốt gì chứ còn bây giờ ở vậy cũng tốt mà bạch quyền nhìn nàng ta tinh ý sâu xa nói con còn nhỏ về sau sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu tu hành tuy rằng là quan trọng nhưng mà cũng không thể gì tu hành mà không gả đi được giống như tỷ tỷ của con thế này bên cạnh vẫn luôn có người yêu chiều lẽ nào không tốt sao Linh Năm lẩm bẩm trong lòng, cho dù nàng ta không có gã đi, cũng có người chiều nàng ta như thế, vì sao mà phải gã đi? Lúc này Triệu Linh Quân đột nhiên nói, nghĩ đến việc của Linh Năm gã đi, con cũng có một chút không nở, thật là hy vọng mũi ấy ở bên chúng ta một đời. Phu phụ võ ăn hầu hơi ngẩn ra, bọn họ cảm giác trong lời của Linh Quân hình như có ý tứ sâu hơn. Bọn họ lo lắng nhất chính là hai tỷ muội bởi vì một số chuyện trở mặt thành thù nhưng bây giờ xem ra dường như bọn họ có phần suy nghĩ hơi nhiều rồi lâm tú trước đây vẫn luôn nói chỉ số thông minh cảm xúc của linh quân thấp bây giờ hắn thu lại cái lời nói đã từng nói kia có nàng ấy yểm trợ còn có cái gì đáng phải lo chứ tất nhiên sốt ruột cũng không có ăn được đậu phụ nóng nóng lòng cũng không có thể tu thành chánh quả với linh năm thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông. Lâm Tú đem càng nhiều tinh lực dùng trong việc tu hành. Chương 924 Hành trình đến Đại U Sức mạnh của Lâm Phủ ngày nay có thể đối kháng với quỷ tộc đỉnh cao của Dương Đô, nhưng mà vẫn không phải là lúc bọn họ hoàn toàn trở mặt. Đừng thấy trường gia, tống gia bởi vì chuyện hoàng dị mà đối lập với nhau nhiều năm như thế. Giả sử có người thứ ba tranh giành quyền lợi, hai nhà bọn họ thế nào cũng đồng lòng đối ngoại. Đến lúc đó, những quyền quý khác ở dương đồ rất có thể cũng sẽ đứng cùng một chiếc thuyền với bọn họ. Lâm gia vẫn chưa có lớn mạnh đến mức dựa vào sức mạnh của bản thân chống đối nhiều người như vậy. Trừ khi hắn và triệu Linh quân thăng lên cấp thiên. Đến lúc đó, tiết lão vào thời kỳ đỉnh cao, ban chủ và sư phụ triệu Linh quân cũng đang ở đỉnh cao. Nếu như còn có thể lôi kéo thêm hoàng gia lại thêm Lâm Tú và Triệu Linh Quân, đối phó với mấy lão đầu bước nửa bàn chân vào quan tài, không phải là nhẹ nhàng lắm sao? Một ngày này, Lâm Tú kết thúc việc tu hành, định đi thăm quý vị nương nương. Còn chưa có rời khỏi Lâm Phủ, nha hoàng trong phủ chậm chạp chạy tới, nói là có người tới thăm. Lâm Tú hỏi, người nào? Vị tiểu cô nương của Lê Hoa Quyển kia nghĩ nghĩ nói, không, không quen biết, nhưng mà hắn trông rất là kỳ quặc cao cao, rất gầy, da dẻ rất trắng, mũi cũng rất cao, mắt màu xanh lam. Lâm Tú đi đến cửa, nhìn thấy một bóng người đang chờ ở đó. Tứ Dương Tử áo thác nhìn Lâm Tú, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí nói: "Lâm, chúng ta đã gặp mặt rồi." Lâm Tú nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Loại khí tức này, áo thác vậy mà đạt đến cấp địa thượng cảnh rồi nếu nói đạo cách hoặc là khoa lâm tiến vào cấp địa thượng cảnh hắn một chút cũng không có ngạc nhiên nhưng mà áo thác mấy tháng trước thực lực còn không bằng tần quyển và ngưng nhi nhưng mấy tháng này dưới sự giúp đỡ của làm tú thực lực hai người các nàng có thể nói là được nâng cao ngày nay cấp địa thượng cảnh vẫn còn một chút khoảng cách thiên phú của áo thác và thiên phú của các nàng về cơ bản không chênh lệch nhiều vậy mà lại đột phá nhanh như vậy sao rốt cuộc Đại U đạt được cái thứ gì? Xem ra hắn bắt buộc phải đi một chuyến tới Đại U xem xem rồi. Giới thiên phú của áo thác, ít nhất cũng phải mất vài năm mới có thể thăng cấp cấp địa thượng cảnh chứ. Giới thực lực của hắn trong khi thi đấu và thực lực hiện tại của hắn, trong khoảng thời gian này, tốc độ của hắn nhanh gấp 10 lần tốc độ bình thường. Lâm Tú biết Đại U có được cái thứ giúp tăng tốc độ tu hành từ bên trong thiên thạch nhưng hắn không ngờ hiệu quả tăng tốc của nó lại tốt như vậy, thậm chí còn vượt qua tốc độ tu hành của hắn. Mà tốc độ tu hành của Lâm Tú nhanh gấp 30 lần bình thường. Chuyện này dù đối với Đại La, Đại Hạ hay là đối với các quốc gia trên đại lục này mà nói, không phải là tin tức tốt. Mọi người đều biết, người của Đại U muốn chinh phục đại lục, bọn họ muốn trở thành bá chủ duy nhất của tinh cầu này. Những quốc gia trên đại lục đó hoặc là đầu hàng trở thành con chó trung thành của bọn họ hoặc là bị bọn họ thực dân bị bọn họ cướp đoạt tài nguyên một cách trắng trợn nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa có được thực lực tuyệt đối một khi mà thực lực của đại u tăng thêm một bậc nữa nên hòa bình duy trì đã lâu rồi trên đại lục sẽ bị phá vỡ thôi ảo thác nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của lâm tú hắn cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của bản thân mỉm cười nói lâm lần này ta đến đại hạ để khiêu chiến với người lâm tú liếc mắt nhìn hắn nói ta không có hứng thú lần này ảo thác cố tình theo đoàn sứ giả đến đại hạ chính là vì muốn rửa sạch cái nỗi nhục trước đây đã chuẩn bị kỹ càng hắn ta nhìn lâm tú nói nếu ta thua ta đưa cho ngươi năm viên nguyên tinh dị thuốc cấp 5. nếu ta thắng ngươi không cần đưa gì cho ta khoản làm ăn này tính thế nào cũng không có lỗ, ảo thác nhất định tặng nguyên tinh, lầm tú không cần thì phí. Đằng sau hắn, ngưng tụ ra một đôi cánh bằng lửa nói, đi theo ta. Nói xong, hắn bay về hướng dân sơn. Trên gương mặt của tứ dương tử, lộ ra vẻ mong đợi, bám sát lầm tú. Hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi, ngay cái ngày đầu tiên sau khi bị đột phá, hắn chỉ hận không thể gặp lầm tú ngay lập tức. Chỗ sâu trong dân sơn, trong một sơn cốc nào đó. Hoàn cảnh chỗ này đã tan hoang từ lâu. Nơi đây từng là nơi tống quốc công và tiết là quốc công đấu với nhau. Để không có phá hỏng môi trường, Lâm Tú chọn chiến trường ở nơi này. ảo thác từ trong không trung thả người rơi xuống. Ngọn lửa bùng cháy bên ngoài cơ thể, mặt đất dưới chân hắn cũng bắt đầu bị hòa tan. Hắn nhìn Lâm Tú. Bắt đầu đi. Nói xong, một vài bóng người khổng lồ được ngưng tụ trong không trung từ nhiều hướng khác nhau tấn công Lâm Tú. Chương 925 Hành trình đến Đại U Đối với Lâm Tú, chuyện đánh bại áo thác chỉ là chuyện trong nhảy mắt. Nhưng mà hắn không có dội làm vậy, tùy tiện ngăn cản mấy cái đoàn tấn công của người khổng lồ băng lửa. Hắn hỏi, những ngày này Đại U các ngươi tìm kiếm thiên thạch khắp Đại Lục, đến cùng là có bí mật gì? Áo thác mỉm cười nói, đây là bí mật quan trọng của đại u ta không thể nói với người lâm tú lại hỏi trong dẫn thạch của đại hạ các ngươi có tìm được gì không vấn đề này áo thác cũng không có lãng tránh trực diện đáp trả không không phải là thiên thạch nào cũng có tác dụng lần trao đổi đó coi như là đại hạ các ngươi được lợi rồi đổi mạch khoáng của một quốc gia để đổi lấy về vài viên thiên thạch không có tác dụng hiển nhiên đại u đã chịu thiệt nhưng so sánh với thu hoạch của bọn họ nhận được trong khoảng thời gian này không đáng kể chút nào. Cuộc thi 3 năm sau, Đại U sẽ khiến cho thế giới ngạc nhiên. Phát hiện không hỏi được gì từ áo thác, Lâm Tú không định lãng phí thời gian nữa. Hắn đánh ra dài quyền, đánh tan mấy cái tên quả cự nhân. Mí mắt của áo thác nảy lên, ngay lập tức phạm vi 10 trượng xung quanh cơ thể của hắn biến thành biển lửa. Nhưng trong chớp mắt sau, biển lửa nổi sóng, một bóng người nhanh chóng xuyên qua biển lửa, xuất hiện trước mặt áo thác, kề một lưỡi đao bằng băng vào cổ của hắn. Ngọn lửa bỗng rác không gây ra chút tổn thương nào cho Lâm Tú, thậm chí cả thanh đao bằng băng cũng không có dấu hiệu tan chảy. Áo thác nhìn Lâm Tú thì thào, người cũng đã thăng cấp sao? Trong cuộc thi đấu trước đó, căn cứ theo phân tích của cường giả Đại U lúc đó thực lực của lâm tú chưa đạt đến cấp địa thượng cảnh nhưng mà cũng đã đạt đến cấp địa hạ cảnh đỉnh phong thế nên sau khi mà đột phá hắn mới dộ dàng chạy đến đại hạ nhưng mà hiển nhiên trong khoảng thời gian này thực lực của lâm tú cũng đột phá không thể chèn ép lâm tú về mặt thực lực hắn không thể đánh bại lâm tú nhưng mà lần này áo thác thua nhưng mà hắn cảm nhận được rõ ràng khoảng cách về thực lực giữa hắn và Lâm Tú đã gần hơn rồi. Chỉ cần hắn quay về tu hành thêm vài tháng nữa, nhất định Lâm Tú không còn là đối thủ của hắn. Hắn nói với Lâm Tú, lần sau đến ta sẽ đưa 10 viên nguyên tinh cho ngươi, có thể là 3 tháng, chậm nhất không quá 6 tháng. Danh dự áo thác vẫn có, Lâm Tú ngẫm nghĩ một chút nói, nguyên tinh cấp 5 ta không cần, ngươi đổi thẳng sang thành cái số lượng nguyên tinh cấp 2, ngang giá trị là được. 10 viên nguyên tinh cấp 5 trị giá 100 dạng lượng đổi thành nguyên tinh cấp 2 là một dạng viên. Giới lầm tú và các nữ tử, nguyên tinh cấp 2 đã không có nhiều tác dụng, nhưng mà nguyên tinh cấp thấp có thể giúp cha mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu và quý phi nương nương nhanh chóng thăng cấp lên đến cấp quyền. Ảo thác không có ý kiến gì với đề xuất này đổi với hắn một dạng viên nguyên tinh cấp 2 dễ kiếm hơn 10 viên nguyên tinh cấp 5. Mặc dù hôm nay không có thắng được Lâm Tú, nhưng áo thác không hề tức giận, trái lại còn bừng bừng quyết tâm. Trước khi đi, hắn nhìn Lâm Tú, hằng hải nói, được, ta sẽ còn quay trở lại. Không lâu sau khi mà Lâm Tú trở về nhà, Hạ Hoàng triệu kiến hắn. Hắn đến ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang câu mày thấy Lâm Tú bước vào, lập tức hỏi, Tử Dương Tử Đại U đến tìm ngươi sao? Lâm Tú gật đầu nói, hắn ta vừa đến tìm thần mài dũa. Hạ Hoàng hỏi, ai thắng? Lâm Tú nói, thần nhỉnh hơn một chút. Hơn có chút hả? Hàng lông mày của Hạ Hoàng nhíu chặt nói, Ngươi đã ở cấp địa thượng cảnh, vẫn chỉ nhỉnh hơn có một chút, tức là hắn cũng đã thăng cấp địa thượng cảnh sao? Lâm Tú gật đầu nói, đúng vậy, tứ dương tử áo thác đã là cấp địa thượng cảnh rồi. Mặc dù nói nhỉnh hơn một chút là khiêm tốn, nhưng mà chuyện đánh bại áo thác cũng là thật hạ hoàng thở phào hạ giọng nói mật thám nằm dùng trong triều đình của đại u truyền tin đến đại dương tử đạo cách và nhị dương tử khoa lâm của đại u đều đã thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh sao mà tốc độ tu hành của bọn họ có thể nhanh như vậy được chẳng lẽ do cái thứ lần trước người nói sao lâm tú hơi ngẫm nghị một chút nói có lẽ thần định tự mình đến đại u để điều tra Thời điểm ở Đại La, lần đầu nghe được cái chuyện về Thiên Thạch, Lâm Tú đã có kế hoạch. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, hắn sẽ đến Đại U điều tra. Sau khi mà gặp Tứ Dương Tử, hắn biết chuyện này không có thể kéo dài thêm được nữa rồi. Thiên Thạch thần bí đến từ bên ngoài bầu trời, bỗng dáng bí ẩn trên mặt trăng. Hai chuyện này có liên hệ gì với nhau không? Nghe hắn nói vậy, Hạ Hoàng lập tức nói. Không được, chuyện này quá nguy hiểm ngươi là hy vọng tương lai của Đại Hạ, Đại U đầy dãy cường giả, chậm không có thể để ngươi đến đó mạo hiểm đâu. Đối với thiên tài các nước, Đại U là một vùng cấm địa. Chương 629: Hành trình đến Đại U. Thiên tài của Đại Hạ đặt chân vào đất Đại U rất có thể không về được nữa. Để cướp lấy thiên tài nước hắn, Đại U có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, chiêu mộ, đe dọa hay ám sát chỉ là một số phương pháp phổ biến. Có thể có được thì tranh giành, không thể có được thì quỷ luôn. Ở trong đại hạ, Lâm Tú còn tính an toàn, bước vào đại U khác nào tự chu đầu vào lưới. Có thể đại U sẽ không có giết hắn, nhưng mà nhốt hắn lại, buộc hắn cưới một vài nữ thiên tài của đại U để quyết mạch của hắn lại đại U. Loại chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra. Nếu hắn ta là hoàng đế đại U, hắn ta cũng sẽ làm như vậy. Thứ có giá trị lớn nhất trên người của Lâm Tú không phải là bản thân của hắn mà là quyết mạch, với quyết mạch đó không có sinh ra 100 đứa bé thì quả lãng phí. Lâm Tú nhếch miệng cười nói: "Bệ hạ, yên tâm đi, dù không có điều tra được chuyện gì, thần cũng có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình. Bản thân có vô số năng lực, chút tự tin này hắn vẫn có." Đại U trở nên lớn mạnh hơn đối với các quốc gia khác hay là toàn bộ Đại Lục mà nói đều là tai họa mặc dù không có thể thay đổi điều gì nhưng mà ít nhất hắn cũng phải đến nhìn xem sau khi trở về lâm tú thông báo tin này cho các nữ tử và từ chối yêu cầu đi cùng của các nàng hành trình đến đại u lần này rất nhiều nguy hiểm cũng không phải là đi chơi đương nhiên lâm tú không có thể dẫn các nàng theo có bang chủ sự và sư phụ của linh quân ở đây trái lại hắn không hề lo lắng về gia đình Hắn đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc thì có một bóng dáng đột nhiên lao vào. "Ta cũng đi." Lâm Tú quay đầu liếc nhìn Linh Nham, nàng lập tức nói, "Coi như đây là một chuyện mà ngươi đã đồng ý với ta đi. Chuyện khác Lâm Tú có thể đồng ý, nhưng mà chuyện này thì không." Hắn vỗ nhẹ đầu của nàng nói, "Đừng gây chuyện, lần này không phải là đi chơi đâu, ngươi ở nhà tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày thăng cấp." ngay cả tứ dương tử đại u cũng đã thăng cấp lên cấp địa thương cảnh rồi. Lần thi đấu tiếp theo sẽ không có dễ nữa đâu. Linh nằm nhìn Lâm Tú trong lòng thở dài. Rất hiếm khi hắn từ chối yêu cầu của nàng. Nhưng mà nếu đã từ chối, điều đó có nghĩa thật sự không còn chỗ để mà thương lượng. Nhưng nàng hiểu, nàng ở bên chỉ là một gánh nặng thoáng thôi, không thể giúp được gì. Có một chút thất vọng, cô nói. Vậy, ngươi phải cẩn thận nha, về sớm một chút. Hành trình đến Đại U lần này, Lâm Tú không biết sẽ mất bao lâu. Trước khi đi, trừ Linh Quân, ai cũng được mưa móc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú lần lượt ôm chia tay các nàng. Đến lượt Linh Quân, thấy sư phụ ở bên cạnh nàng, hắn chỉ có thể dương tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Linh Quân ôm lại cũng vô cùng nhẹ nhàng. Sau cái ôm ngắn ngủi, hai người nhanh chóng tách ra. Lâm Tú nhìn nàng nói, trong khoảng thời gian này mọi chuyện trong nhà giao cho nàng. Triệu Linh Quân gật đầu nói, chàng bên ngoài một mình phải cẩn thận mọi điều. Dương Triều Đại U để đồ, mặc dù trong cuộc thi giữa các nước diễn ra mấy tháng trước, biểu hiện của thiên tài Đại U không được như mong đợi của mọi người. Chỉ có ba người nằm trong số 10 người đứng đầu của Thiên Tiêu Bản, không chỉ mất đi vị trí đứng đầu mà còn mất cả vị trí thứ hai. Chuyện này khiến cho người dân Đại U từ quý tộc đến thường dân rất không hài lòng. Nhưng mà vài tháng gần đây, tin tức tốt thường xuyên truyền đến. Đầu tiên là Đại Dương Tử Đạo Cách đột phá cấp địa thượng cảnh. Một tháng sau, Nhị Dương Tử Hoa Lâm cũng thành công đột phá. Và trong vài ngày trước, tin tức Tứ Dương Tử Áo Thác đã thành công thăng cấp, cũng từ Hoàng Cung lan truyền ra ngoài. Bọn họ đều đột phá đến cấp địa thượng cảnh trước tuổi 25 đây là thời đại của những gì sao chối loại. Kể từ khi mà đại u dựng nước, chưa từng xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Điều này khiến cho sự bất mãn của dân chúng đại u về chuyện thất bại trong thi đấu đã giảm bớt phần nào. Hai năm sau, những gì mà đại u từng đánh mất sẽ được lấy lại. Trên những con phố trong đế đô của đại u, thỉnh thoảng có người nói về chuyện này. Tử Dương Tử cũng đã đột phá rồi, không lẽ ông trời phù hộ đại u của ta? trời cao thiên vị trong trận đấu tiếp theo đại u của chúng ta nhất định có thể bao trọn 10 người đứng đầu luôn không có khả năng giành ôm hết 10 người đứng đầu đừng quên lâm triệu của đại hạ và công chúa na tháp toa của đại la Hừ, các người biết cái gì chứ ta nói thật cho các người biết nguyên lão diện có được một món bảo bối đó thực lực các dương tử tăng lên cũng nhờ vào bảo bối này nói không chừng ba năm sau Đại U của ta sẽ có 10 cấp địa thượng cảnh tham gia thi đấu. Trên phố, một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, vô cùng tuấn tú tủ nghe thế, tò mò hỏi. Bảo bố gì? Chương 927, xâm nhập. Nam tử Đại U vừa lên tiếng đó lắc đầu nói. Cụ thể là bảo bố gì? Sao mà nguyên lão diện có thể cho chúng ta biết chứ? Nhưng mà ta nghe nói, mỗi tháng nguyên lão diện đều đến vị thuộc diện tuyển chọn một số thiên tài có lẽ là liên quan đến món bảo bố đó nếu mà ai được chọn sẽ có thể giống như ba vị dương tử thực lực tăng mạnh luôn người thanh niên tuấn tú đi dạo trên đường phố của đế đô vừa đến đây không lâu lâm tú đã hỏi thăm được thông tin mình muốn thứ bên trong thiên thạch là điều bí mật của dương triều đại u được giấu ở nơi sâu trong hoàng cung chỉ có một số thiên tài hàng đầu mới có cơ hội để mà tiếp xúc với nó hoàng cung dương triều đại u nhất định chính là đầm rồng hang hổ, không ai có thể lẻn vào, huống chi là tiếp cận được bí mật bên trong. Chuyện này chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Lâm Tú cũng không có dội dàng, đi dạo không có mục đích trên đường phố Đại U, trước tiên làm quen với hoàn cảnh xa lạ. Đại U giàu mạnh, nhìn là có thể thấy được, trên đường phố Đại Hạ chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy người mập. Trên đường có rất ít mỹ nhân, tóc vàng, mắt xanh, càng nhiều là các bác gái phát triển về chiều ngang. Lâm tú đi lang thang vô định trên đường, không lâu sau hắn đã đứng trước một kiến trúc to lớn. Đây là một lâu đài có hình thù kỳ dị, có một số thiếu nam thiếu nữ ra ra vào vào cái chỗ này. Nơi này chính là vị thuộc diện của đại u tương tự với vị thuộc diện của đại hạ. Đây là nơi ươm mầm những thiên tài dị thuộc Trung quốc gia một số đối thủ đến từ đại u mà lâm tú đã gặp trong cuộc thi đến từ học viện nơi này quy tụ các thiên tài thế hệ trẻ của đại u là niềm hy vọng của đại u trong tương lai hễ là người đại u thì ai cũng tự hào về chuyện đưa con cái vào nhập học được ở gì thuộc diện lâm tú đứng trước cổng của vị thuộc diện như thể đang thưởng thức học viện đứng đầu đại u vào một khoảnh khắc nào đó một vài bóng dáng từ trong diện bước ra Đi trước là một thanh niên có gương mặt kiêu ngạo, dây quanh hắn ta có một số nữ tử. Sự ngưỡng mộ tràn ngập trên mặt vừa đi vừa nói chuyện. Chúc mừng học trưởng Bố Lai Nhĩ. Lần này học trưởng Bố Lai Nhĩ được lựa chọn không lâu sau sẽ đột phá lên cấp địa, có đúng không? Đó là đương nhiên rồi, toàn bộ những người được lựa chọn đều đã thành công đột phá rồi. Mong chờ biểu hiện của học trưởng Bố Lai Nhĩ trong cái lần thi đấu tiếp theo nghe những lời này đái lòng của bố lai nhĩ có phần bay bổng Dũng dĩ hắn ta không biết sẽ mất bao lâu để mà thăng lên cấp địa nhưng bắt đầu từ nửa năm trước mỗi tháng học viện sẽ chọn dài thiên tài không biết đưa bọn họ đi đâu nhưng mà không bao lâu tu vi của những thiên tài đó đều tăng dọt bố lai nhĩ cũng đã đợi ngày này rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay mới cuối cùng học viện chọn hắn ta trong lòng của hắn ta vô cùng kích động. Hôm nay hắn ta bên ngoài uống rượu cho đến say mềm mới trở về nhà. Giao phòng, đóng cửa, khi mà chuẩn bị đi ngủ, phát hiện trong phòng có thêm một người. Một nam tử anh Tuấn. Nhìn nam tử Tuấn Tú tu đó, bố Lai nhị ngạc nhiên chớp mắt. Ngay sau đó, cơn say của hắn bay mất ba phần, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ cảnh giác. Hai tay bừng chảy hỏi, người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của ta? nam tử tuấn tú mỉm cười gian ta bố lai nhĩ cảm thấy đầu óc choáng dáng nhanh chóng đã bất tỉnh nam tử anh tuấn bước đến đặt một tay trên bãi dài của hắn thân thể của bố lai nhĩ biến mất một cách lạ thường gương mặt của nam tử tuấn mỹ nọ lại từ từ biến thành hình dáng của bố lai nhĩ buổi sáng tại vị thuộc diện đại u dài bóng người đứng trên quảng trường phía trước lâu đài một trong số họ nhìn thấy một bóng người đang đi từ đằng xa đến. Chương 928 Xâm nhập Hắn ta lập tức dậy tay nói Bố Lai Nhĩ Trời ơi sao mà ngươi đến muộn giấy Thanh niên từ xa đi đến nói Ngại quá dậy muộn Lâm Tú cố tình đến muộn Mặc dù hôm qua Hắn đã dùng quyển thuật Hỏi bố Lai Nhĩ một số câu hỏi Để mà tránh bị lộ Nhưng mà vẫn phải đề phòng chứ nếu có gặp người quen của bố La Nhĩ mà hắn không có nhận ra rất dễ lộ thân phận và cái người nói chuyện với mình Lâm Tú biết hắn ta hắn ta tên là Thác Bỉ là bạn bè thân thiết nhất của bố La Nhĩ thực lực của hai người đều là cấp quyền đỉnh phong lần này đều được chọn để mà thăng cấp thông qua món đồ thần bí đó trong khoảng thời gian này Đại U lợi dụng món đồ đó tăng thực lực của các thiên tài trong nước lên một bậc nếu cứ tiếp tục như vậy, 100 người trong thiên kiêu bản lần sau, 8 phần sẽ toàn là người của đại U. Bên cạnh Lâm Tú và Thác Bỉ còn có 3 người khác. Đều trùng hợp là Lâm Tú biết cả 3 người này. Một người là Lôi Mông, ban đầu là thiên tài của một quốc gia nhỏ, sau đó gia nhập đại U, đứng thứ 11 trong thiên kiêu bản. Một người khác là Nhất Thể Sông Hồn, người đầu tiên trên đại lục có sông năng lực lâm tú vẫn nhớ tên của hắn ta là tiểu ân người cuối cùng là ngải mễ lệ tóc vàng mông to nhìn thấy ngải mễ lệ lâm tú không kìm lòng được nhìn cái mông của nàng mông của nàng đã hết sưng lâu rồi nhưng mà nhìn qua nó vẫn tròn trịa hơn những nữ tử bình thường phụ nữ rất là nhạy cảm với một số bộ phận trên cơ thể lâm tú chỉ cần liếc nhìn thôi ngải mễ lệ đã nhận ra rồi vị trí đó khiến cho nàng ta nhớ đến một chuyện vô cùng nhục nhã nàng ta liếc gã đàn ông thô lỗ đó bằng cái nhìn sắc lẹm lạnh lùng nói còn nhịn loạn nữa ta móc cô mắt ngươi ra luôn lâm tú ngoảnh mặt đi nữ nhân này đã thay đổi quá nhiều thời điểm lần đầu tiên gặp mặt từ đầu đến chân toát ra khí chất quyến rũ số phòng cũng nói cho hắn biết luôn nhưng mà hiện tại lại giả dờ ngây ngốc chứ thác bỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên sau khi được học viện chọn bố lai nhĩ đúng là bay luôn rồi ngay cả cái mông của học tỷ ngại mệ lệ mà cũng dám nhìn luôn hắn ta không có sợ năng lực của mình bị hút đi sao năm người đứng ở đây một lúc sau đó có một thầy giáo của học viện đến dẫn bọn họ đến hoàng cung đại u sau khi mà vào hoàng cung đại u hắn ta đưa cho mỗi người mỗi một cái mảnh dạy đen lôi mông, tiếu ân, ngải mễ lệ, rõ ràng biết rõ tác dụng của nó. Bọn họ dùng miếng dải đen che mắt lại. Lâm Tú và Thác Mỹ cũng làm theo. Sau đó, Lâm Tú cảm thấy dưới chân nhẹ bỏng, thân thể nhấc lên khỏi mặt đất. Có lẽ là có người có khả năng khống vật nâng bọn họ lên. Hắn có thể cảm nhận được, có lúc bọn họ bay về bên trái, có lúc bay về bên phải. Có đôi khi thì bay lên trên, lại có khi bay xuống dưới không rõ qua bao lâu hai chân của hắn mới chạm vào mặt đất một giọng nói vang lên bên tai có thể cởi ra rồi làm tú tháo khăn bịt mắt ra thấy ánh sáng xung quanh hơi tối trên bức tường chung quanh có một ngọn lửa chiếu sáng chỗ này chắc là một cung điện dưới lòng đất rất nhanh ánh mắt của hắn đã bị một thứ trong cung điện thu hút đó là một viên tinh thể hình thoi màu trắng đục cao khoảng một trượng nó trông giống như là một viên nguyên tinh cỡ lớn dưới ánh sáng mờ mịt của cung điện dưới lòng đất, ngoài năm người Lâm Tú thì vẫn còn rất nhiều người khác. Lâm Tú lại thấy đào cách, hòa lâm, áo thác, an đức lỗ, cách lâm, cũng như là một số thiên tài đại u đã thấy được trong cuộc thi. Một vài người trong số họ đang đứng xung quanh cái viên tinh thể khổng lồ, một tay đặt lên viên tinh thể, khí tức trên cơ thể của bọn họ phát triển nhanh chóng với tốc độ có thể cảm nhận được loại tốc độ tu hành này có thể sánh ngang với bản thân và cách tu hành của bọn họ còn thuận tiện hơn hắn mỗi ngày hắn cần phải tu hành theo nhiều cách khác nhau còn những người này chỉ cần đặt tay lên cái viên tinh thể là được rốt cuộc đây là cái thứ gì lâm tú nén sự ngạc nhiên trong lòng yên lặng đứng tại chỗ thầy giáo cấp địa thượng cảnh kia của vị thuộc diện nhìn bọn họ nói các ngươi đứng đây đợi một chút khi nào đến lượt ta sẽ gọi các ngươi. Bên trong địa cung vẫn còn không ít vị trí trống, năm người đến nó ngồi xuống. Có lẽ ở đây không phải là lần đầu tiên ba người ngải mệ lệ đến đây. Bọn họ hành động rất là bình tĩnh, còn Lâm Tú và Thác Bỉ thì lại tò mò quan sát xung quanh, đánh giá mọi thứ. Chỉ có điều Thác Bỉ tò mò thật sự, còn Lâm Tú đang quan sát. Nếu có thể lén lấy cái thứ này đi thì không cần phải lo lắng cho việc tu hành của cha mẹ và mấy người quý phi nương nương nữa. Mấy người ngưng nhi, quyển nhi cũng có thể nhanh chóng thăng lên cấp địa thượng cảnh. Chương 929 Tu hành dưới địa cung Đáng tiếc, mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng mà để thực hiện được thì vô cùng khó khăn. Bốn góc xung quanh của địa cung có bốn bóng dáng. Lâm Tú từng gặp hai người trong số bọn họ đó là những cường giả cấp thiên dẫn đội đại u tham gia thi đấu. Đây chỉ là bề ngoài, trong âm thầm không biết có bao nhiêu lực lượng đang bảo vệ cái món bảo bối này. Hắn dịch dung thành thiên tài của đại u muốn đi vào thì dễ dàng, nhưng muốn lấy được bảo vật rồi bỏ chạy, không đơn giản như vậy. Lâm Tú chỉ có thể tiếp tục nhìn. Chẳng mấy chốc, năm người dây quanh khối tinh thể to lớn rút lui. Thầy giáo nói với năm người Lâm Tú đến lượt các ngươi. Nói xong, hắn nói riêng với Lâm Tú và Thác Bỉ. Chút nữa đặt tay chạm lên cái thứ đó, sau đó mới vận chuyển lực lượng dị thuật trong cơ thể các ngươi. Trước khi mà Lâm Tú đi đến bên cái thứ khổng lồ trông giống như là nguyên tinh này, đám người của Ngải Mệ Lệ và Lôi Mông đã nóng lòng đặt tay lên. Khuôn mặt thể hiện sự phấn khích và hài lòng. Lâm Tú do dự một chút, sau đó đưa tay phải ra, vận chuyển một luồng sức mạnh Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của hắn khẽ rung lên. Cùng với sự vận chuyển của lực lượng dị thuật trong cơ thể, hắn cảm giác có một luồng nguyên lực liên tục không ngừng. Từ bên trong viên tinh thể này tràn giao cơ thể của mình. Tương tự như khi mà Lâm Tú sử dụng năng lực dị thuật, cướp đoạt, lấy đi sức mạnh của người khác. Nhưng mà nó sảng khoái hơn cảm giác đó. Thứ được hấp thụ từ tinh thể này là năng lượng tinh khiết đến vô cùng. Thác Bỉ ở bên cạnh hắn, thậm chí không nhìn được mà rên rỉ lâm tú lặng lẽ dẫn chuyển cái luồng nguyên lực thứ hai tốc độ hấp thu nguyên lực đột nhiên tăng lên gấp đôi hắn liếc nhìn mọi thứ xung quanh và nhận thấy các cường giả của đại u không có hành động gì bất thường hắn nhận ra rằng bản thân của viên tinh thể khổng lồ này dường như có một loại tác dụng che chắn sự dao động của nguyên lực chỉ cần không chạm tay vào nó thì nó không khác gì một tảng đá bình thường trông vô cùng phổ thông. Khi mà chạm tay vào thì mới có chuyện thần kỳ xảy ra. Tất cả những dao động của nguyên lực đều bị khóa bên trong tinh thể này, không có tràn ra ngoài chút nào. Giới nhận thức hiện tại của hắn về dị thuật gần như không có thể giải thích được vấn đề này. Đương nhiên, dao động nguyên lực được che đi, Lâm Tú có thể không hề sợ hãi dẫn chuyển 20 luồng lực lượng trong cơ thể, điên cuồng hấp thu nguyên lực trong tinh thể này nếu cứ tiếp tục hút nó như vậy, không đến mấy hôm, hắn đã có thể thăng lên cấp thiên. Năm người tham lam, hấp thụ năng lượng dường như không cạn, cho đến nửa canh giờ sau, có năm người khác tiến lên thay thế. Tên giáo viên của vị thuộc diện kia nói với hai người, buổi sáng ngày mai và ngày kia, tiếp tục đợi ở đó, nếu ba ngày sau các ngươi còn chưa có đột phá đến cấp địa, sau này không cần phải đến nữa. Sau đó, hai người lại bị bịt mắt và đưa ra khỏi cái chỗ này. Lâm Tú tháo bịch mắt ra, thì thấy bản thân đã ở bên ngoài hoàng cung của Đại U. Bịch mắt không có quá nhiều tác dụng đối với Lâm Tú, hắn có thể xác định vị trí tương đối của địa cung dưới lòng đất, nhưng mà không thể làm gì được. Nơi đó hẳn là được phòng thủ nghiêm ngặt nhất đại lục rồi. Muốn dùng những cái thủ đoạn không chính quy, e rằng cường giả cấp thiên cũng không có thể xông vào. Cả hai trở về nơi ở của mình ổn định lại nguyên lực vừa mới hấp thu. Nếu như không thể đột phá trong vòng 3 ngày, điều đó có nghĩa là thiên phú của bọn họ quá kém, tiếp tục rất lãng phí tài nguyên, sẽ bị học viện và nguyên lão diện bỏ rơi, không thể vào đó được nữa. Lâm Tú thả bố Lai Nhĩ từ không gian tùy thân ra, dẫn chuyển một luồng lực lượng chữa trị cho hắn ta, để cho hắn ta không đến mức chết vì đói, rồi lại thu hắn ta vào bên trong hành trình đến đại u lần này mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi năng lực dịch dung cung cấp địa thượng cảnh dù không có khả năng chiến đấu nhưng cũng đã đạt đến đỉnh cao về thay đổi khuôn mặt có thể biến hóa không khác chút nào đến cả khí tức cũng không hề khác biệt ngay cả cấp thiên cũng không thấy được bất cứ manh mẫu nào có điều hoàng cung đại u không phải là đông cung của thái tử cũng không phải là dương cung của hải tộc e rằng lầm tú không cách nào làm nghề cũ rồi, hắn chỉ có thể được một ngày hút một lần thôi. Sáng ngày hôm sau, bọn họ được đưa đến tòa cung điện dưới lòng đất. Vì không có để bị bỏ lại trước mặt thầy giáo của học viện dị thuật Lâm Tú thể hiện khả năng thuộc tính quả cấp địa, thể hiện rằng mình đã vượt qua được bình cảnh, thành công có cơ hội tiếp tục tu luyện trong địa cung. Còn về Thác Bỉ, sau 3 ngày tu luyện trong cung điện dưới lòng đất, cũng không có đột phá gì có thể sẽ bị đào thải. Chương 930 Tu hành giữa địa cung Trong mấy ngày tu luyện trong cung điện dưới lòng đất, Lâm Tú đã nhận thức sâu sắc nội tình của Đại U. Thiên tài trẻ tuổi trong dị thuộc diện của Đại U nhiều hơn gấp 10 lần so với Đại Hạ và lại có món đồ này giúp tu hành. E rằng không đến mấy chục năm, Đại U thật sự là thống nhất đại lục. Giới cấp bậc của Lâm Tú mỗi ngày có thể tu luyện trong địa cung nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, hắn triệt để phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân. Lực lượng cũng tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng mà toàn bộ sự dao động của khí tức trong cơ thể hắn đều bị hắn dùng năng lực che giấu, ẩn giấu đi, chỉ cho thấy sự phát triển bình thường của cấp địa. Để không bị cường giả cấp thiên của đại u chú ý, dịch dung và che giấu, không được thiếu thứ gì. Dưới sự hấp thụ điên cuồng của hắn, Lâm Tú phát hiện rõ ràng cái viên tinh thể khổng lồ dưới địa cung này nhỏ hơn một dòng so với lúc hắn đến. Sau nửa canh giờ, hắn cùng với một thiên tài trẻ tuổi bị đưa ra khỏi địa cung. Hai cường giả cấp thiên của Đại U bước đến trước viên tinh thể khổng lồ. Một trong hai người cẩn thận đánh giá lẩm bẩm. Là ảo giác của ta sao? Sao mà ta cảm thấy cái món đồ này gần đây tiêu hao quá nhanh? Một người khác cũng đánh giá nói hình như thu nhỏ lại một chút rồi có lẽ là dùng quá thường xuyên món đồ thần bí có được từ trong thiên thạch này giống như là một viên nguyên tinh khổng lồ bên trong chứa một lượng lớn nguyên lực nhưng không phải là lấy không hết dùng không cản lúc mà đại u mới có được vật này nó cao khoảng một trượng mấy ngày nay dưới sự hấp thu không ngừng của các thiên tài đại u vật này đã nhỏ đi một vòng rồi bây giờ còn chưa tới một trượng nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt đáng tiếc mấy tháng qua đại u đã cử sứ giả đến nhiều quốc gia khác nhau để tìm kiếm mua trao đổi hoặc cướp đoạt về mấy trăm viên thiên thạch cắt toàn bộ chúng ra nhưng mà vẫn không có thu hoạch được gì tất cả những điều này cho thấy đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên thứ này không phải là được sinh ra từ một thiên thạch mà chỉ là tình cờ được bao bọc bởi một thiên thạch đối với nguồn gốc của món đồ này, nguyên lão diện có rất nhiều suy đoán. Có người cho là vật thể này được hình thành tự nhiên giữa trời và đất. Đó là một điều kỳ diệu của tự nhiên. Nó được sinh ra trong không gian sâu thẳm, vô tình đáp xuống đại lục cùng với thiên thạch. Cũng có người cho rằng đây là nguyên tinh của vị thú nào đó, vì nó không chỉ có vẻ ngoài giống như nguyên tinh mà còn có tác dụng tương tự như nguyên tinh. Chỉ là phỏng đoán thứ hai này rất đáng sợ nếu ngay con nguyên tinh cũng to như vậy cơ thể của dị thú đó khổng lồ như thế nào và nó phải có sức mạnh đến mức nào chỉ riêng tính sức mạnh ẩn chứa trong nguyên tinh nếu con dị thú này còn tồn tại sức mạnh của nó chắc chắn vượt qua cấp thiên thượng cảnh dị thú tối thượng điều này rõ ràng vượt quá khả năng nhận thức của bọn họ mặc dù cái việc phát hiện ra cái thứ này mang lại không ít lợi ích cho đại u nhưng mà nó đã khiến cho đáy lòng của bọn họ lo sợ, nỗi sợ hãi đến từ những điều chưa biết. Sau khi mà ra khỏi cung điện dưới lòng đất, Lâm Tú đứng ở lối vào hoàng cung của Đại U đang định quay về, có một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng. Nè, Bố La Nhĩ, hôm nay đi săn với bọn ta đi, lâu rồi ngươi chưa có đi săn cùng bọn ta đó. Lâm Tú quay đầu lại thấy một nam tử trẻ tuổi đang dậy tài dáng tên của người này chính là hoài Đạt, cũng là một trong những người bạn thân của bố la nhĩ trong những ngày vừa qua chuyện khiến cho lâm tú khá phiền lòng là cái tên ngủ mê mang trong không gian tùy thành của hắn có nhân duyên rất tốt trong vị thuộc diện không chỉ có nhiều bạn bè mà quan hệ của hắn ta với những người khác phái cũng rất tốt trong ba ngày gần đây có không dưới năm học muội ám chỉ dán rằng mình đã không đến tìm bọn họ mấy ngày rồi bọn họ muốn cùng hắn ăn sáng, ngắm bình minh, nhưng đều bị lầm tú từ chối với lý do bận chuyện tu hành. Nếu biết trước, hắn nên điều tra và lựa chọn cái tên khác bỉ mập mạp không có bạn bè kia chứ, mà không phải chọn cái tên qua qua công tử bố la nhĩ này, phiền phức. Hắn định từ chối hoài đặt, nhưng mà đối phương đã bước đến, nắm cánh tay của hắn nói, Này, bố la nhĩ, không lẽ ngươi định từ chối sao? Gần đây nha, ngươi giống như là một người khác vậy, gọi ngươi đi uống rượu, ngươi cũng không đi, bảo ngươi đi săn, ngươi cũng từ chối. Trước kia, ngươi thích săn thú mà. Trong lòng của Lâm Tú, vô cùng bất đắc dĩ, dù thuộc dịch dung khó phân biệt thật giả, nhưng mà tính cách không thể thay đổi được. Chương 931 Sự thay đổi trong địa cung Hắn không thể vì để giả dờ giống với bố La Nhĩ mà phải ngủ với những học muội tự dân đến miệng đó chứ. Vậy thì hắn ta và Hạ Hoàng có gì khác nhau đâu. Vì không khiến cho người khác hoài nghi, hắn chỉ có thể nói, đi thôi, gần đây tu hành nhàm chán rồi, ra ngoài thả lỏng một chút. Hoài đặt vỗ nhẹ vào da quán cười nói, đây mới là ngươi chứ. Lâm Tú đi theo Hoài Đạt và vài tên quý tộc đến một trang viên ở đâu đó bên ngoài thành đây là nơi mà quý tộc của Đại U thường đến vui chơi. Trước đây, bố Lai Nhĩ cũng thường đến đây. Ở cái chỗ này, có không ít người quen biết hắn. Sau khi mà nữ phục vụ lộ cặp đùi trắng nõn, mang đồ trắng miệng và đồ uống lên, thì tranh thủ ngồi cạnh bọn họ. Đám người hoài đặt, kéo tay ôm người vào trong lòng. Bàn tay không ngừng thăm dò bên trong váy người ta. Không lâu sau, gương mặt của những nữ phục vụ đó đã ửng hồng vài người nhanh chóng dẫn các nữ phục vụ đi lên đầu trong trang viên. Bên cạnh Lâm Tú có một cô nữ có đôi tay thỏ trên đầu chạm vào đùi của Lâm Tú. Thấy hắn chưa có động tác gì, nàng ta dùng cặp đùi cọ vào Lâm Tú. Lâm Tú vô cùng cạn lời luôn. Ai mà biết trước khi mà săn thú còn có cái màn dạo đầu này nữa sao? Hắn tuy rằng háo sắc nhưng mà không thể tùy tiện dễ chứ. Hắn khoát tay nói, người bận việc của mình đi, hôm nay ta không có hứng thú đâu không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với bố lai nhĩ nữ tử đội tai thỏ nhìn hắn và ánh mắt tức giận sau đó đứng dậy rời đi một lát sau quay đặt và những người khác bước ra khỏi trang viên nhìn thấy lâm tú đang ngồi ở đó quay đặt ngạc nhiên nói bố lai nhĩ sao mà ngươi không đi dạo lâm tú liếc hắn thản nhiên nói các người nhanh qua nếu ta đi vào không đến một canh giờ thì không có ra được đâu. Ta không muốn các ngươi phải đợi lâu. Hoài đặt, nghe hắn nói thế, nhìn hắn khinh bị nói. Ngươi mới không được đó chứ. Cũng không biết, mỗi lần ngươi vào trễ nhất, ra sớm nhất lại. Nhưng mà hắn không có để tâm đến chuyện này. Bố Lai Nhĩ chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Có lẽ hôm nay hắn không có tâm trạng. Hắn ta khoát tay với Lâm Tú. Đi, chúng ta đi chọn con mồi thôi. Lâm Tú đi theo Hoài Đạt xuống lòng đất của Trang Diên mới nhận ra rằng đi săn mãn hiểu không có giống như săn thú trong miệng của Hoài Đạt. Đệ tử quyền quý ở đế đô đại hạ cũng thường xuyên tổ chức hoạt động săn thú. Thả một số con vật như thỏ, hưu hay một vài giả thú hung dữ vào bãi săn rồi tự bỏ tiền túi ra để mà tạo thành một khoản tiền thưởng khổng lồ. Cuối cùng, người thu được nhiều con mồi nhất sẽ được hưởng khoản tiền đó đây là trò chơi mà bọn họ thường chơi trong giới quyền quý ở đại u những trò chơi như vậy cũng rất thịnh hành chỉ có điều con mồi của bọn họ không phải là động vật mà là nô lệ trong các phòng giam dưới lòng đất của trang viên này giam giữ nô lệ làm lũ nữ có nam có trẻ có già có trên cổ của bọn họ còn có một chiếc vòng đặc biệt trước khi cuộc săn bắt đầu bọn họ sẽ được đưa vào trong rừng có một canh giờ để mà chạy trốn một canh giờ sau, cuộc đi săn bắt đầu. Người săn thú xuất phát từ cái chỗ này đi vào núi để mà săn những nô lệ đó. Và cuối cùng, người có được nhiều dòng cổ của nô lệ nhất sẽ chiến thắng và có thể nhận được tất cả các phần thưởng. Hoài đặt nhìn về phía đám người nói, Thế nào, lần này đánh cược một viên nguyên tinh cấp 4 có được không? Đối với bọn họ, tuy rằng nguyên tinh cấp 4 không quá quý giá, nhưng mà để mua được nó cũng tốn một dạng lượng bạc nếu có thể giành thắng lợi thì đó cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Đám người hoài đặt chọn ra 20 nô lệ. Rất nhanh những nô lệ này được thả vào trong rừng. Ngay sau khi bị được thả tự do, bọn họ liều mạng chạy về phía trước. Nếu còn ở lại tại chỗ chắc chắn sẽ phải chết thôi. Chạy vào sâu trong khu rừng, may ra có cơ hội sống sót. Đám người của hoài đặt nhàm chán, lắc xuất sắc. Hắn nhìn về phía một hướng khác hỏi Bố lại nhỉ, ngươi có muốn chơi không? Lâm Tú khoát tay nói, thôi các ngươi chơi đi. Gương mặt quán bình tĩnh, trong lòng đang dậy sống. Trò chơi săn thú của quý tộc Đại U thực chất là săn con người. Điều này khiến cho hắn nhớ tới Thương hội Đông Hải, nhớ đến một số gia đình quyền quý ở phủ Đông Hải. Khi sức mạnh và quyền lực của một số người đạt đến đỉnh cao, để tiếp tục theo đuổi sự kích thích và hưởng thụ về mặt tinh thần sẽ biến các hành vi đơn giản thành hành động biến thái. Quý tộc Đại U so với mấy người ở phủ Đông Hải chỉ có hơn không kém. Loại coi thường tính mạng con người đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Có thể tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó khi mà bọn họ chiếm được Đại Hạ, người dân của Đại Hạ cũng sẽ bị bọn chúng săn đuổi giết chết theo cách này. Các bạn vừa nghe xong tập 84 biệt tú công tử truyện cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt